chỉ thấy được cái chân không và liên tục cho tới A-la-hán. Còn tùy thuận với chân không, với tất cả hiện tượng giới thì cái này phải qua Bồ-Tát, thì cái này cũng là giới cấm thụ. Còn nghi cũng vậy, nghi thì cũng đứng trên sắc thân thôi, là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Thì hiện tượng giới thì thấy Phật, Pháp và Tăng thì cũng là phàm phu như mình thôi. Nhưng mà khi nào có cái tri kiến và bất tử rồi thì mới dứt cái nghi này. Thôi chúng ta phải để ý, ba cái đầu thì cũng thuộc về sắc quẩn hết. Như thân kiến là thì cũng về sắc quẩn, mà giới cấm thủ cũng chỉ trên sắc thân. Còn nghi cũng là nghi Phật, Pháp trên sắc thân thôi. Mà chỉ khi nào có cái tri kiến và bất tử thì mấy cái này mới chấm dứt được. Chúng ta đọc chứ chúng ta phải để ý cái đó, đó. Rồi cuối cùng chúng ta phải thấy rằng nếu chúng ta không nắm được cái lõi thì chúng ta sẽ chết về cái quả dự lưu này. Đức Phật nói tùm lum hết, rất nhiều khía cạnh, rất nhiều khía cạnh. Lúc thì Ngài nói về nguyên về cái vật chất sắc quẩn nhiều, có khi Ngài nói về thọ quẩn nhiều, có khi Ngài nói tưởng quẩn nhiều, có khi Ngài nói hành quẩn nhiều, có khi Ngài nói về những cái thức quẩn nhiều. Nhưng mà tụ trung tất cả cái này cũng phát hiện từ cái bất tử. Nếu chúng ta thì tất cả những cái sắc thọ tưởng hành thức nói tóm lại đó thì Ngài dùng cái danh từ đó là duyên khởi, duyên khởi. Nhưng mà tiếc một cái là ở đây Ngài nói về cái nghiệp cảm duyên khởi thì rất rành. Nhưng mà cái A Lại Gia duyên khởi nó mờ mờ thôi, nó mí mí một chút thôi. Thành ra tất cả các kinh và những người học giả sau này không ai để ý và không ai giải thích được cái A Lại Gia duyên khởi. Mà nếu không qua A Lại Gia duyên khởi thì sẽ không đi tới cái bất tử được. Bởi vì nó là không phải vọng, không phải trơn. Nó nối tiếp giữa cái vọng, tức là sắc thọ tưởng hình thức, giữa vật lý, sinh lý và tâm lý, rồi nó qua tới cái chơn. Thành ra cái đó là cái quan trọng nhất mà rất là khó giảng, mà chúng ta đây còn phải hiểu cái đó thì chúng ta mới qua cái bất tử được. Thì ở đây hôm trước chúng ta đọc rồi, là cái bài ở dưới này trích đây đó là do chư tỳ kheo sống ở trong một cái, trong cái chú xứ đó, một cái giường đó, thì có hai ông lớn nhất là ông Pháp Sư và ông Luật Sư. Thì Pháp Sư cũng có đệ tử, mà Luật Sư cũng có đệ tử. Nhưng Luật Sư thì cái giới luật rành, nhưng mà pháp lý thì không rành. Còn ông Pháp Sư thì pháp lý rành, giảng pháp ào ào, nhưng mà giới luật không rành. Thì do cái sự hiểu lầm, thì theo đạo Phật thì khi đi cầu đó, đi cầu tiêu đó, có nước rửa mông, rửa hậu môn đó, thì thường thường cái ca phải úp lại, cái ca lật ngửa lên là trùng dế hoặc là những cái con mũi nó sẽ địch vào trong đó thì nó sanh trứng này kia rồi nó không được. Thành ra cái vị Pháp Sư thì không rành cái đó, thì chuyên môn về thuyết pháp thôi chứ mấy luật thì không nhớ kỹ. Thành ra các ngài mới để cái ca ngửa lên, thì vị Luật Sư mới là kiết giới cái vấn đề đó. Thì chuyện nó nhỏ nhặt thôi, nhưng mà đệ tử nó không chịu. Nó ra nó nhắc tới nhắc lui là hai bên mới là tranh cãi. Tranh cãi đó thì tranh cãi cho tới Phật tử nó theo. Phật tử nào mà đệ tử của Luật Sư thì nó theo phe Luật Sư, mà Pháp Sư theo với Pháp Sư. Rồi tới giữa Phật tử nó tranh cãi với nhau. Rồi theo trong kinh là tới chư thiên ở cõi trời cũng tranh cãi nhau. Chư thiên nó đến nghe Pháp thì nó cũng tranh cãi chia làm hai phe. Và cuộc ấu đả đó thì bằng miệng lưỡi thôi, nói qua nói lại, nói xấu, nói thêm nói bớt đó, thì tranh cãi kéo dài. Đức Phật hay tin có tỳ kheo đến mét thì Ngài mới đi đến, Ngài khuyên, dường như khuyên tới ba lần mà không kết quả. Khuyên rồi nó bớt điều đó thôi, rồi Ngài về cũng lại tiếp tục nữa. Lần thứ ba Ngài đến Ngài khuyên nữa thì cái vị tỳ kheo nói việc này Ngài lo, Ngài đừng có đến tụi con, nói chuyện của tụi con để tụi con giải quyết. Đó thì Ngài hơi chán nản. Chán nản đây là Ngài cũng như là đóng tuồng, Ngài bỏ vào rừng. Thì vô rừng gặp cái con voi chúa, như con khỉ chúa, thì nó cũng chán cái đoàn đó, nó giải quyết không được, nó cũng vô trong rừng. Rồi thì gặp nhau, thì con voi mới dưng nước, con khỉ mới dưng cái. Thì vô đó Ngài không có đi bác, thì ở trong đó sống. Thì ở đây đó thì thấy Đức Phật khuyên không được, thì thiện tính hai bên nó bực, nó mới bỏ. Không còn sức bác, không còn cuốn giường chi gì kheo nữa. Thì đói mới la làng.
Thì lúc bấy giờ nó mới đòi hỏi chi thì theo phải vô trong rừng thỉnh Đức Phật ra. Vì cái đoàn mà sư tử chúa, mà con sư tử chúa mất rồi thì con sư tử con không làm gì được hết. Nhưng mà Phật tử thì người ta kính Đức Phật, người ta biết Đức Phật khuyên ba lần không được, thành chư thì theo phải lộ ra rừng kiếm, và cuối cùng Đức Phật trở ra. Thì đây là Đức Phật thuyết cái bài này, một cái bài lục hòa. Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, ý ưa nhau không trái ngược, giới lực đồng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau, tứ sự chia đồng với nhau. Đó là sống trong đoàn thể là phải có sáu cái hòa: thân, khẩu, ý, giới lực và kiến thức và tứ sự, tức là ăn mặc ơ bệnh thì phải bằng nhau, không có đồ ngon mà lấy hết hoặc lấy nhiều hơn thì không được. Còn nếu giữ sáu điều này thì trong chúng được yên. Và cái thứ hai nữa là người nói về bảy cái thành tựu, bảy cái tri kiến, mà trong đó cái tri kiến là quan trọng hơn hết. Thì chúng ta coi ở đây, tôi tóm lại thôi ha, hôm trước chúng ta đọc rồi. Thì cái thứ nhất đó là ở đây này, các tỳ khưu đi đến ngôi rừng hay đến dưới gốc cây hay đến chỗ trống vắng rồi suy nghĩ như sao. Chúng ta nên nhớ ha, chúng ta phải có thiền định. Mà chỗ nào Đức Phật cũng nói thiền định là dưới gốc cây hoặc khu rừng hoặc căn nhà trống, chi vậy? Để nó được thanh vắng. Nhiều sơ cơ thì nương vào cái cảnh để mà tạo cái tâm, khi được tâm rồi thì mới không cần cảnh. Thành ra chúng ta để ý, một là gốc cây, gốc cây là tức là những cây cổ thụ to đó, hoặc là cái rừng cây thanh vắng nhất và mát mẻ. Nhớ ban ngày à, ban đêm phải ngồi ở trong ngoài trời trống đấy. Bởi vì chúng ta đã biết hồi đó Đức Phật cũng tài á, dạng gì mà không nói, nhưng bây giờ khoa học chứng minh rằng cỏ cây đó thì ban ngày nó nhả oxy, tức là dưỡng khí, ban đêm thì nó nhả thắng khí là carbonic. Mà nếu ban đêm mình ngửi cái đó thì mình bệnh thêm. Thành ra ban đêm thì phải ngủ ở nơi trống, tức là ngoài ruộng hoặc là chỗ đất trống, hoặc nếu có một cây cổ thụ ở giữa ruộng thì được, còn nếu xung xê cây thì không được. Còn ban ngày phải chung vô những cái bụi, những cái lùm để mà trốn. Thì cho Phật tử phải để ý đó. Chứ chúng ta ngồi trong cái nhà mà đầy nhóc đồ hết, nào truyền hình, nào tivi, nào tủ lạnh, rồi hình này hình kia, là chúng ta không thể tu được, không thể tu được. Cái nhà phải là trống, cái phòng chúng ta mà ngồi thiền nó phải phòng trống, cùng lắm là một cái hình A-di-đà thôi, chứ đừng có thờ nhiều nữa. Còn nếu tu thiền là không có hình ai hết à. Còn tu mà tịnh độ thì chúng để cái hình A-di-đà thật lớn và thật rõ ràng. Đó thì chúng ta nên nhớ là luôn luôn đi đến ngôi rừng hay đến dưới gốc cây hay đi đến chỗ trống vắng và suy nghĩ như sao. Thì cái thứ nhất này đó là Đức Phật mới nói về vấn đề thiền định để gọi sạch năm triền cái. Thiền định để gọi sạch năm triền cái, thì chúng ta biết năm triền cái rồi. Cái thứ nhất là hôn trầm. Cái thứ hai đó là nghi. Mà hôn trầm thì chúng ta lấy. Cái thứ ba là sân, cái thứ tư là phóng dật, và cái thứ năm đó là tham dục. Chư Phật tử phải biết mấy cái này nha, sắp theo thứ lớp đấy. Nhưng cái thứ nhất đó là hôn trầm, cái thứ nhì là nghi, cái thứ ba là sân, và cái thứ tư là phóng dật, và cái thứ năm là tham dục. Đó là năm triền cái. Chữ cái có nghĩa là che đậy, chữ triền là liên tục. Nó che đậy liên tục cái tâm, cái chân tâm của chúng ta, giống như là cái mặt trời chân tâm mà bị những năm cái đám mây này liên tục che đậy hoài, thì ở dưới sẽ không nhìn được ánh sáng vì năm cái đám mây này che mất. Mặt trời thì bao giờ cũng sáng, dù có mây che thì cũng vậy thôi, nhưng mà dưới cái đám mây thì chúng ta thấy mờ. Đó là cái vô minh, năm cái đám mây này. Thì nếu trừ được năm đám mây này rồi chúng ta mới có thể đi vào trí tuệ. Bây giờ trí tuệ thì hôm trước chúng ta đã học rồi, năm triền cái này nhờ năm từng thiền mới trừ được nó. Cái thứ nhất là gì, là tầm. Tầm thì trừ cái gì ha? Tầm thì trừ hôn trầm, rồi sát là trừ cái gì? Sát trừ nghi. Còn cái thứ ba là hỷ thì trừ, hỷ trừ sân. Cái thứ tư là lạc thì trừ phóng dật. Còn cái thứ năm là bất lạc, bất khổ thọ hay là xả, thì trừ cái tham dục. Thì hôm trước tôi giảng rất gần về năm cái này ha, chúng ta nên nhớ.
Thì nếu chúng ta lấy câu niệm Phật đó, thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Mà nếu không lộn đó thì chúng ta không bao giờ ngủ gục. Còn nếu ngủ gục là không biết mà đến tới đâu. Thành ra khi đến được thì cái hôn trầm nó sẽ bị chấm dứt. Còn cái xác đó là theo dõi. Theo dõi câu niệm Phật, tức là niệm mà khỏi đếm từ 1 tới 10 nữa. Thì cái này trừ được cái nghi. Thì cái nghi này có nghĩa là cái nghi của người trời. Cái nghi của cái phải, quấy, thiện, ác, tốt, xấu, nên lựa con đường nào. Thì chúng ta thấy đến đây là cái tâm chúng ta sáng suốt. Khi đối diện với cuộc sống chúng ta không biết đi con đường nào. Mà thí dụ hai người bạn mà không biết người bạn nào tốt, người bạn nào xấu. Thì khi mình đi tới đây mình có thể quán xét cái tâm mình định tĩnh, mình có thể biết được. Thì mình lựa giữa người thiện mà tránh đi người ác. Thì cái nghi sẽ chấm dứt. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái nghi này nó khác với cái nghi có nhập lưu nha. Và để ý đó. Còn cái nghi nhập lưu nó lại khác cái nghi của A-la-hán lại. Theo đúng theo bên tiểu thừa thì A-la-hán là không còn nghi nữa. Nhưng mà theo đại thừa A-la-hán còn nghi đó. Nếu chưa chịu thõng tay vào chợ, chưa chịu phát bồ đề tâm thì A-la-hán vẫn còn nghi đó. Thì cái đó chúng ta nên nhớ. Còn cái nghi của người trời là cái nghi không phân biệt được cái thiện như thế nào, cái ác như thế nào. Thì tôi thường nói đó, nếu mà người trời đó thì khi đã trở về đây thì thấy rằng tất cả những cái gì tiến hóa là thiện, cái gì làm cho xa đọa là ác, chứ không dựa vào cái gì hạnh phúc với cái gì đau khổ. Có những cái đau khổ mà tiến hóa thì vẫn là thiện, có những cái đau khổ mà xa đọa thì đó là ác, có những cái hạnh phúc, những cái sung sướng mà xa đọa thì cái này vẫn là ác. Thành ra chúng ta thấy cái nghi này rất hay đó. Ở ngoài đời chúng ta khó mà định nghĩa thiện ác, với hạnh phúc đau khổ, với thiện với ác, với phải với quấy. Chúng ta thường thường thấy cái gì làm mình sung sướng, mình an vui thì cái đó là hạnh phúc. Còn cái gì làm cho mình đau khổ, mình phiền muộn thì cái đó là ác. Thành ra cái định nghĩa này thường thường nó sai lầm. Thành ra tôi thấy Phật giáo hay, cái gì cũng phải rành hết. Thành ra chúng ta thấy ở ngoài đối xử, một người đối xử chúng ta mà nhiều khi đối xử tệ bạc mà lại là người tốt. Chúng ta thường thường biết câu chuyện mà là Lưu Bình với Dương Lễ mà. Câu chuyện đó thì rất là hay. Lưu Bình mà đối xử tàn tệ với Dương Lễ. Dương Lễ là nhà giàu, lo cho mình đi ăn học. Mà tới chừng thi đậu rồi, Dương Lễ thì ý nhà giàu không học. Cho nên khi đó bán hết gia tài thì đi xin ăn. Thì mới nghe nói Lưu Bình đã đậu quan Trạng Nguyên cao. Thì mới đi về nhờ bạn mình. Biết thằng đó bạn nhờ mình mới đậu như vậy. Thì lúc đó nếu mà ông đối xử mà đàng hoàng với Dương Lễ thì Dương Lễ không có đậu Trạng Nguyên được. Vẫn ăn chơi như thường thôi. Thành nói Lưu Bình rất tốt, đối xử một cách tàn tệ. Xô đuổi đi, cho một chén cơm thiêu với một chút xíu cà. Để rồi ông kia ông giận. Giận rồi lại cho bà vợ của mình đi theo để nuôi. Thì cái tình chí tình của bạn không đâu bằng. Thì cái đó mình thấy là tàn ác. Thấy là nhẫn tâm, ác tâm đấy. Nhưng mà cái đó là thiện. Thì chúng ta thấy là nếu người tỉnh táo chúng ta nghĩ lời chúng ta biết đó là cái thiện ác như thế nào. Còn cái thứ ba là vấn đề sân. Sân thì chúng ta thấy lấy cái pháp đối trị là khi mình quan hỷ, mình tha thứ cho người ta thì cái sân nó phải mất thôi. Thì cái đây cũng là một pháp đối trị đè nén đấy. Khi đi vào thiền là khỏi cần niệm Phật nữa, mà vẫn có tiếng niệm Phật. Tâm với tiếng nó hiệp thắng nhau. Thì tất nhiên mình khỏe rồi đó. Từ đó cái kia là định sanh hỷ lạc đó. Mà khi đã có cái định mạnh rồi thì tất cả những cái sân đều mất hết. Do nó đè xuống. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì đè ra thì cái đó không bền. Lấy đá dằn cỏ. Thành ra cái năm truyền cái này là tu pháp chỉ thôi. Không có đưa tới quán. Một pháp đối trị, một pháp lấy đá dằn cỏ. Còn nếu chúng ta chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, tức là thân mà lạc thì tâm cũng lạc theo. Cái kia là thân hỷ mà tâm lạc. Mấy cái này chúng ta để ý nha. Tôi cũng cực khổ lắm, tôi mới tìm thấy nó đó. Nó nghĩa là nó vi tế vô cùng. Thì trạng thái này là không còn phóng dật nữa. Thành ra chúng ta đây phải hiểu chữ phóng dật. Phóng dật đây có nghĩa là cái tâm với cái thân nó kháng khích với nhau. Còn cái mà hỷ đó thì chưa có phóng dật, chưa có là trừ được phóng dật. Bởi vì cái thân an mà cái tâm thì nó hỷ, chứ cái thân với tâm chưa có dính liền với nhau.
Thành ra chúng ta thấy cái hỷ với cái lạc nó khác nhau rất xa. Cái lạc thì nó chìm đắm trong trạng thái đó mất thân, còn cái hỷ thì còn thân. Còn thân và có cái cảm giác lạc. Còn cái kia toàn thân đều lạc mà cái cảm giác cũng lạc. Không phân biệt được cái lạc nào của thân và cái lạc của tâm. Hai cái nó dính một. Chúng ta phải để ý là rồi chúng ta nhập thiền khi đi vào trạng thái đó chúng ta biết. Và cũng còn biết xa hơn nữa, nó là trạng thái giả tạm. Nếu mình chìm đắm trong nó thì mình kẹt vào cái thế đè nén. Thành ra giáo pháp phải cho rành. Còn lỡ có đi vào những cái thiền đó thì phải cố gắng ra. Nhập rồi sức, nhập rồi sức. Đi cho biết, mà nếu không qua mấy trạng thái này thì cái tâm nó không có mềm dịu, không có nhu nhuyễn, không có dễ sử dụng và khó nhận lời Phật tánh. Nhưng mà nó chưa phải là bất tử đâu. Chúng ta phải rành những cái đó rồi chúng ta hạ thủ công phu khi nào có đủ điều kiện, và nên công phu ngay bây giờ. Nếu chúng ta dám nắm giáo pháp đã vững thì ngoại đạo thường đi lạc vào cái này, nó kêu là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma chúng ta nên nhớ đó. Rồi cái thứ năm là tham dục. Thì chúng ta thấy là nếu chìm đắm trạng thái đó thì thiền quá cao này. Nếu mình chìm đắm sâu xa nữa, cái định lực mình mạnh nữa đó, người ta có thể nhập định 7-8 bữa một vài tháng. Nhưng mà cái định này cũng không phải là thánh. Chúng ta nên nhớ ngoại đạo nó nhập cái định sâu tới vậy. Chúng ta nên nhớ. Thành ra qua tới tam thiền rồi thấy nếu còn chìm đắm ở trong cái lạc thọ, mặc dù cái lạc này nó lân lân, nhưng mà nó vẫn còn chìm đắm, tức là vẫn còn tham dục. Mà cái tham dục này chúng ta nên để ý là cái tham dục này chiếm hữu bên trong, chứ không phải chiếm hữu bên ngoài. Thành ra không có ai giành được hết á. Trước khi chiếm hữu bên ngoài là vợ của tôi, con của tôi, xe Honda của tôi, tiền bạc của tôi, thì có người ta giành giật cho mình mất. Còn cái này không ai xen vô được, mà nhập tứ thiền đâu có ai biết cái tâm mình, trừ là những người cao hơn. Mà những người đã cao hơn họ giành chi cái thấp này. Nếu hoặc những người bằng, chứ những người dưới mình cũng không biết. Người nhập tứ thiền là người ở tam thiền không biết. Người nhập ở tam thiền là người ở nhị thiền không biết. Chỉ có bằng nhau hoặc cao hơn. Mà bằng nhau với cao hơn còn tranh giành cái gì nữa. Thành ra chúng ta mới thấy là ở đây là nếu mà còn chìm trong cái lạc này nó mê hồn trận đó, thì khó ra. Nhưng mà nếu học giáo pháp mình dẫn ra thì ra mình cao hơn. Cao hơn thì đi tới là không còn chìm đắm trong cái lạc nữa. Thì nhập vào cái kêu là xả. Xả niệm thanh tịnh. Nhưng mà theo những người trí tuệ đó, thì cái xả này cũng là một cái trá hình của lạc thọ. Thành ra kêu là bất lạc, bất khổ thọ. Không vui mà không buồn. Thọ không vui không buồn. Nó nhớ có chữ thọ trong đó. Nghĩa là nhận chịu cái không vui không buồn. Thì đây là một cái hình thức là cái lạc siêu thường. Chúng ta phải nhận thấy như vậy thì chúng ta mới qua bát nhã được. Còn không mà cái chìm đắm ở trong cái tứ thiền này là chúng ta lại kẹt. Mà tứ thiền thì chúng ta giữ quán đó. Bởi vì nó không còn dính mắc ở sắc thân, không còn dính mắc ở cảm thọ nữa, nhưng mà còn dính mắc ở tư tưởng. Thành ra cõi này sống rất lâu và không có cái chết, không có cái chết nguyên con như mình. Đâu có sắc thân mà chết, mà cái cảm thọ cũng không có, chỉ còn cái tư tưởng như cái dùng hào quang. Thành đã sống cả tỷ tỷ tuổi, nhưng mà so với cái vô lượng vô biên, với cái bất tử thì nó cũng chỉ là hột cát trong bãi sa mạc, nó chưa có vô lượng vô biên được. Nó thành là cái chỗ này là cái chỗ biến hóa. Tứ thiền này là cái chỗ thần thông dữ lắm. Nếu mà nó có thể đi lên nữa, nó đi tới hư không vô biên, và đi tới thức vô biên, đi tới vô sở hữu, và đi tới phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì hư không vô biên, thì tôi nói tóm lại đó, thì nó là mặt na thức đấy. Tức là cái không gian đầu tiên. Không gian đầu tiên. Nó gần như vô lượng vô biên. Nhưng mà không gian đầu tiên, tức là cái sao động rất là vi tế. Mà đã là sao động thì thuộc về thế giới của chu kỳ. Tức là bắt đầu có ngã đấy. Thành ra cái mầm móng của ngã chấp thì nằm ngay cái mặt na. Chấm dứt mặt na là chấm dứt cái ngã chấp đắc quả là hắn. Nhưng mà qua tới thức vô biên thì cái này không có ngã. Chưa có ngã. Dùng chỉ chưa có đúng hơn. Chưa có ngã. Nó là cái chuyển biến sát na. Đứng lặng nhập vào đứng lặng. Còn cái hư không vô biên đó thì nó thuộc về sinh diệt.
Chúng ta coi chừng chữ sinh diệt trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là tài tình. Dùng chữ sinh diệt mà lơ mơ là chúng ta không hiểu thấu chữ sinh diệt. Nó có hai cái sinh diệt. Một cái sinh diệt sát na và một cái sinh diệt chu kỳ. Thì cái mặt na thức này rất là u ẩn. Ẩn là núp, mà u là chìm sâu. Núp một cách chìm sâu, lúc thì nó sát na, lúc thì nó chu kỳ. Lúc thì nó chuyển biến đứng lặng, vào đứng lặng, lúc thì nó chuyển biến sao động. Mà hãy sao động thì nó thành ra hư không và bắt đầu có chủng tử. Mà tất cả chủng tử này khi trở vô thì chuyển thành năng lực. Năng lực tức là một luồng ánh sáng thôi, thì là vô thành A-lại gia. Thành là cái mặt na này khó hiểu nó, mà A-la-hán thấy rõ nó. Nhưng mà tới A-lại gia thức rồi A-la-hán đầu hàng thôi. A-lại gia thức nó đi theo con đường mà xuống cấp đó, thì nó thành ra mặt trăng thứ hai là hư vô vi tế. A-lại gia thức đây tức là hư vô vi tế, xuống thành mặt trăng thứ hai là hư minh, le lói chiếu soi. Rồi xuống mặt trăng thứ ba nữa là dung thông. Thì mấy cái này là ít có ai giảng nổi. Nó rất khó giảng, bởi vì nó thuộc về cái vô lượng vô biên. Nó chưa có tướng mà chỉ có hình. Nó chưa có ngã chấp, chưa có phiền não chướng, mà nó có pháp chấp. Nó chính là pháp chấp, nó là sở chi chướng. Thành ra chúng ta thấy cái pháp chấp ít có ai hiểu được. Mà nếu không hiểu được pháp chấp là không có phát Bồ Đề Tâm. Dạ lãng không phát Bồ Đề Tâm, phá trường ngã chấp là hết rồi. Phá trường ngã chấp là lấy cái gì chấp pháp? Thành ra nó có hai cái pháp. Một cái pháp là đối với ngã, tức là nhận thức đối với đối tượng nhận thức. Còn cái pháp là chưa có ngã, chỉ có pháp đối với pháp. Thì cái này khó đó. Cái pháp chấp nó không phải là nhận thức, mà cũng không phải là phi nhận thức. Nếu nói nó là nhận thức là sai, mà nếu nói nó chẳng nhận thức lại trật. Cái đạo Phật nó khó chỗ đó, nó chỉ là một cái sự yên lặng sáng soi thôi. Và nó nhận được tất cả những cái nhận thức và đối tượng nhận thức của thế giới sao động. Thì nó phản chiếu một cách trung thực. Thế giới sao động, ví dụ như tôi biết cái bình bông, thì có cái biết là cái ngã, và có cái bình bông là đối tượng của cái ngã. Thì đó là cái thế giới sao động đấy, thế giới không gian đấy. Cái bình bông nằm trong không gian, cái biết của tôi nằm trong thời gian. Thì cái biết tôi thời gian là nhận thức đối với không gian, là cái bình bông là đối tượng nhận thức. Nhưng mà bát nhã thì cũng biết được, biết rằng tư tưởng biết cái bình bông, có nhận thức biết cái bình bông. Thì nhận thức này không phải là của nó, mà là của tư tưởng, của thế giới sao động. Nhưng mà nó nhận được hết rồi, nó phản chiếu một cách trung thực lại. Thành ra nói nó không biết là không được. Tư tưởng biết sao thì nó cũng y chang vậy. Thì cái bình bông nó cũng y chang, giống như cái kiến mà gọi hình. Nhưng mà khi tư tưởng chấm dứt rồi thì nó vẫn còn, nó là một sự yên lặng sáng soi. Thành ra cái bát nhã là rất là khó. Cũng như tôi đây, tôi phân biệt cái bình bông. Bây giờ nếu tôi nhận là cái Phật tánh thì tôi lặng lẽ chiếu sâu, rồi tôi biết rằng tôi đang phân biệt cái bình bông. Thì có cái tư tưởng tôi và có cái bình bông là đối tượng. Còn cái biết này nó không là gì, nó không có đối tượng hay không đối tượng. Nói nó không đối tượng là sai, mà nói nó có đối tượng là sai. Bởi vì đối tượng với nhận thức thì khi nhận thức thay đổi thì đối tượng nhận thức thay đổi theo. Mà khi nhận thức chấm dứt thì đối tượng cũng chấm dứt theo. Mà khi đối tượng chấm dứt thì nhận thức cũng mất theo. Đằng này không có. Nếu có đối tượng thì nó biết có đối tượng, biết là có nhận thức và có đối tượng. Rồi khi nhận thức và đối tượng thay đổi thì nó biết nhận thức và đối tượng thay đổi. Nhưng mà khi nhận thức và đối tượng chấm dứt hết thì nó biết rằng nhận thức và đối tượng chấm dứt, chứ nó không có chấm dứt. Thì cái này là cái khó đấy. Chúng ta phải nhận thấy. Thì cái này gọi là cái bất tử đấy. Mà chúng ta thường kêu là cái Phật tánh, hay là kêu là cái niết bàn. Thì chúng ta phải hiểu. Thì chúng ta đi chỗ đó thì nhớ. Thành ra cái đầu năm, cái đầu tiên này là tỳ khưu. Nếu tỳ khưu có tâm bị thế sự ràng buộc cho đến như vậy, tâm vị này bị triền phược, này các tỳ khưu
Nếu vị tỳ khưu có tâm bị thế sự đời sau ràng buộc cho đến như vậy, tâm của vị này bị thiền thượng, tỳ sư khống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau với những binh khí miệng lưỡi cho đến như vậy, tâm của vị này bị thiền trượt. Thành ra nếu trừ năm thiền cái rồi thì không có sự cãi giả nhau nữa, không có sự cãi giả nhau nữa. Nhưng mà đây cũng chưa phải là chấm dứt hẳn, mà đây là cái phương tiện để đi đến cái bất tử. Khi bất tử rồi mới chấm dứt hẳn. Cái này là do đè nén mà thấy. Cái bất tử là do cái thấy rõ, cái chiếu kiến mà thấy. Thì hai cái nó khác. Một cái hồn nhiên thấy, một cái có tác ý thấy. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi vị ấy biết rõ như sao: ta không có nội truyền chưa được đoạn trừ. Do nội truyền này nếu tâm ta bị truyền phược, ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Ý của ta được khéo hướng đến sự giác ngộ các sự thật. Nào, nếu đây mà nếu mà năm trình cái này mình không biết mình trừ thì mình sẽ không thấy được sáng suốt và không khéo hướng đến sự giác ngộ các sự thật. Đó là trí thứ nhất mà vị này chứng được, thuộc có bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Nào, đó là cái thứ nhất. Còn kế nữa, cái thứ nhất thường thường tôi đề cho thấy là trong cái bảy trạm xe đó, thì cái này nó thuộc về cái thứ hai, tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh. Trong đó cái thứ nhất đó là giới thanh tịnh, cái thứ hai là tâm thanh tịnh, cái thứ ba là kiến thanh tịnh. Nó sắp thứ lốt hơn cái này, cái này sắp còn lộn xộn. Cái thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh. Cái thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Và cái thứ sáu là đạo tri kiến thanh tịnh. Cái thứ bảy là tri kiến thanh tịnh. Và cái thứ tám là vô thủ trước bát niết bàn. Thì cái đó độc đáo á. Cái đó là sự luận đạo giữa Phú Lầu Na và ông Xá Lợi Phất. Phú Lầu Na và Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất đi một hôm nó nghe tiếng tâm của Phú Lầu Na là một vị A-la-hán mà giáo pháp rất giỏi. Còn Xá Lợi Phất thì là chánh pháp, là kêu bằng tướng quân chánh pháp, tức là người đứng nhất ở trong giáo hội về vấn đề trí tuệ. Thì nghe đồn là Phú Lầu Na cũng giỏi về vấn đề giáo lý. Thì hôm đó nghe nói trong cái rừng chỗ Đức Phật ở đó có Phú Lầu Na trong đó. Thì ổng đi vô dài dài, ổng chưa biết mặt Phú Lầu Na. Thấy một chị ngồi dưới gốc cây mà mặt mày sáng rỡ thì ngài mới đến ngài hỏi pháp. Thì ngài hỏi phải chăng là ngài xuất gia là vì cái giới thanh tịnh. Thì Phú Lầu Na trả lời bạch tôn giả hiền giả, không phải vậy đâu. Nhìn vậy thì ngài xuất gia là để được tâm thanh tịnh. Thì nói bạch hiền giả, không phải vậy đâu. Và hỏi mãi tới cuối cùng là ngài xuất gia để tri kiến thanh tịnh. Ngài nói cũng không phải. Vậy chứ ngài xuất gia để làm cái gì? Thì ông Phú Lầu mới nói là để được vô thủ trước bát niết bàn. Thì Xá Lợi Phất khen là tôi chưa từng thấy vị tỳ kheo nào mà trả lời sáng tỏ như vậy. Thì bây giờ mới hỏi pháp danh của Phú Lầu Na. Phú Lầu Na mới nói tôi là Phú Lầu Na. Thì Xá Lợi Phất nói đúng. Danh thật là bất hư truyền. Người ta đồn như là không có sai chạm. Rồi Phú Lầu Na mới hỏi ngài là ai. Hai người không biết. Thì ngài mới xưng là Xá Lợi Phất. Phú Lầu Na giật mình. Nói tôi múa rìu qua mắt thợ. Tôi không ngờ ngài là tướng quân chánh pháp mà lại hỏi tôi, phải tôi biết trước là tôi không dám giải thích như vậy. Đó thì ở đây thì tôi thấy bảy cái đó cũng giống như bảy cái Đức Phật nói này. Chúng ta tiếp. Một cái nữa, lại nữa này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần chi kiến này. Thì ở đây dài dài xuống tới dưới đó, thì chúng ta thấy là trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến này, ta tự đạt được tịnh chỉ, đã đạt được tịch chỉ. Đó là trí thứ hai vị này chứng được. Thì theo tôi thấy đây là đạt được tịch tịnh chỉ. Chữ tịch với chữ tịnh khác nhau nha. Chữ tự để ý tịch là gì không? Tịch là gì? Nhưng mà phải chịu hiểu chữ Hán phần nào á. Tịch với tịnh nó khác nhau. Nghĩa là năm truyền cái này làm tới làm lui hoài cho nó thuần thục thì chúng ta mới qua được cái tứ thiền. Năm truyền cái là một pháp đè nén, rồi sau nối liền năm truyền cái này mới qua cái tứ thiền. Chúng ta nên nhớ
Thành ra ở đây đó là trong khi thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần chi kiến này, thì ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịch chỉ. Nên nhớ chữ tịch đó có nghĩa là yên lặng. Còn chữ tịnh có nghĩa là trong sạch. Trong sạch, có người yên lặng mà không trong sạch, có người trong sạch mà cái tâm không được yên lặng. Nhà trong sạch thì mình tỏ ra là mình trong sạch, thì nghĩa là cái này có tịnh mà không có tịch. Còn người bề ngoài làm bộ như là mình tịch, nhưng mà thật sự mình làm bộ giả, cho trong tâm mình không có thanh tịnh, muốn cho người ta biết rằng mình yên lặng, thì hai cái này phải đi đôi. Nếu có tịch thì phải có tịnh, và có tịnh thì phải có tịch, thì cái tịch mới thật sự và cái tịnh mới thật sự. Nhưng hai cái phải kèm với nhau. Nhưng chư Phật tử phải nhớ chữ tịch đó có nghĩa là yên lặng. À, cái tịnh xá này thấy yên lặng quá, yên lặng nhưng mà không có tịnh, tức là không có trong sạch, không có trong sạch, tức là bày hài nó dơ giấy đủ thứ hết. Rồi thì mặc dù nó yên lặng nhưng mà nó không có trong sạch. Rồi tịnh xá quét dọn sơn phết các nhà lầu cột lớn này kia, coi bộ thanh trong sạch quá, nhưng mà thật sự nó ồn ào, trong này thanh sinh chi đủ hết, thì nó không có cái sự yên lặng, không có cái sự yên lặng. Nên chúng ta nhớ hai cái này phải đi kèm với nhau. Hai kèm là một cái yên lặng và trong sạch, một cái trong sạch và yên lặng. Thì được cái này theo tôi đó là đạt đến tịch tịnh chỉ. Thì tôi thấy nó tương đương với cái kiến thanh tịnh, là cái nhìn thanh tịnh. Chúng ta thấy cái này đề nhưng mà cuối cùng cũng đi tới cái chi kiến thôi. Cái chi kiến là quan trọng hơn hết. Còn kế đó là vị ấy hiểu rõ như sau: chi kiến như ta đã thành tựu, không có một sa môn hay bà ma môn nào khác ngoài tổ chức này thành tựu chi kiến như vậy. Đó là chi kiến thứ ba mà vị này chứng được. Ở đây muốn nói cái gì? Ở đây muốn nói rằng cái chi kiến này đó là do Đức Phật nó tìm ra. Sau khi ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày thì Ngài thấy được cái bất tử mà ngoại đạo chưa có tôn giáo nào thấy được hết. Và từ rồi về sau, nếu ai thấy được cái bất tử thì người đó là Phật tử, còn chưa thấy được thì chỉ là thiên tử hoặc ma tử thôi. Do thành ra ngoài cái tổ chức này thì chưa có ai thành tựu tri kiến này. Nhưng thì quan sát tri kiến này không có trong giới luật của ngoại đạo, và nếu không y theo giới luật của Đức Phật thì không đạt được cái tri kiến này. Thành ra đây tôi nói là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nó tương đương với cái đó. Như thế nào là đạo? Đạo là con đường, phi đạo là chẳng phải con đường. Con đường đưa tới giải thoát và con đường không đưa tới giải thoát. Chẳng hạn như tất cả tôn giáo khác thường thường là giới thứ nhất là sát sanh. Đạo Phật là không sát sanh. Có nhiều tôn giáo là không có ăn chay, chỉ là ăn mặn thôi. Tất cả loài thú mà Đức Chúa sanh ra để cho mình ăn, thì cái này mình đi vào cái đó là mình không đi tới bất tử được. Thì chúng ta phải hiểu dài dài, nó cũng khó đấy. Còn kế đó nữa là lại nữa này: các tỳ thư, vị đệ tử suy nghĩ như sau, pháp tánh mà vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỳ thư, pháp tánh ấy là gì mà vị chứng được tri kiến? Đây là pháp tánh. Này các tỳ thư, vị chứng được tri kiến thành tựu, bất cứ giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát lồ tỏ bài trình bày trước mặt đạo sư hay các vị đồng phạm mạnh có trí. Sau khi phát lồ tỏ bài trình bày vị ấy phòng hộ giữ gìn trong tương lai, này các tỳ khưu, ví như một đứa bé trẻ con ngây thơ nằm ngửa, lập tức rút tay hai chân, nếu hai chân của nó đã chạm than đỏ. Cũng vậy, này các tỳ khưu, đây là pháp tánh một vị chứng được tri kiến thành tựu, bất cứ giới tội nào vị ấy vi phạm, giới tội ấy đừng được xuất tội. Vị này lập tức phát lồ tỏ bài trình bày trước đạo sư hay các vị đồng phạm mạnh có trí. Sau khi phát lồ tỏ bài, vị ấy phòng hộ giữ gìn trong tương lai, vị ấy viết rõ như sau: pháp tánh là vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Nghĩa là ở đây muốn nói là vấn đề cái giới thanh tịnh. Cái giới thanh tịnh, biết lúc nào giữ giới, lúc nào không giữ giới, và những giới nào là giới nhỏ nhặt mà dễ phạm, còn những giới nào là trọng giới, là vĩnh viễn không phạm. Thì một vị thấy được cái bất tử sẽ chiếu kiến được cái đó.
dưới kiến được cái đó, tức là nằm ở trong kiến sử là giới, là giới cấm thủ của chúng ta đấy. Thì ở đây đó là vấn đề phát lộ khi phạm giới. Thường thường chúng ta phạm giới là chúng ta giấu, ít có bây giờ dám phát lộ. Mà theo đạo Phật khi mà phát lộ sám hối thì trong sạch, chỉ trừ những cái đại giới thôi. Còn những giới nhỏ nhặt như 90 giới, 100 giới nhỏ như cái hạnh đó, thì khi phát lộ là vị này không ít khi nào tái phạm trở lại. Nó thành ra cái giới nó được trong sạch. Thành ra giới thanh tịnh, nó tương đương giới thanh tịnh, tức là phát lộ khi phạm giới. Còn kế đó nữa, là lại nữa này các vị khưu, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh ấy ta có thành tựu hay không? Giờ này các vị khưu, pháp tánh này là gì? Một vị chứng được tri kiến thành tựu, đây là pháp tánh. Này các vị khưu, vị chứng được tri kiến thành tựu, bất luận sự việc cần phải làm, dầu lớn hay nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hạnh. Vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Này các vị khưu, giống như con bò, có các con bê khi đang nhổ lùm cỏ lên ăn, vẫn coi chừng con bê. Cũng vậy này các vị khưu, đây là pháp tánh một vị chứng được tri kiến thành tựu, bất luận gì cần phải làm, dầu lớn nhỏ giúp cho các vị đồng phạm hạnh. Vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng. Vị ấy biết rõ như sau: pháp tánh một vị chứng tri kiến thành tựu, pháp tánh gì ta có thành tựu, tức là giúp đỡ những bạn đồng tu. Giúp đỡ gì? Giúp đỡ cho những vị này, tạo điều kiện cho những vị này thấy được cái bất tử, thấy được cái bất tử. Với một cái tâm là giới định tuệ, tức là không vì danh lợi. Mà sau khi mình đã thấy được cái bất tử rồi, thì mình giúp đỡ các bạn mình đi đến cái bất tử như mình. Bởi vì khi mà có cái tri kiến, có cái bất tử thì mới sống được lục quả, mới sống được lục quả, chứ không phải là pháp đề nén nữa. Nên chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra đây nó tương đương với vấn đề tri kiến thanh tịnh. Rồi cái thứ sáu, lại nữa này các tỳ khưu, thánh đệ tử suy nghĩ như sau: sức mạnh một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không? Giờ này các tỳ khưu, sức mạnh ấy là gì? Một vị chứng được tri kiến thành tựu, đây là sức mạnh. Này các tỳ khưu, một vị chứng được tri kiến thành tựu trong khi pháp và lực do Như Lai tiên thuyết được giảng dạy, sau khi chú tâm chú ý chuyên trú toàn tâm, vị này lắng tai nghe pháp, dễ biết rõ như sau: sức mạnh một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ sáu. Thành ra cái này là biết lắng tai mà nghe pháp. Lắng tai nghe pháp khó lắm ạ. Quý vị, chúng ta lắng tai mà nghe giảng pháp giới và lực, thì thường thường một là chúng ta tập niệm, hai là chúng ta đè nén tập trung để mà lắng tai. Còn cái lắng tai nghe pháp đây là muốn lắng nghe hồi quang phản chiếu, lắng nghe được cái Phật tánh mình. Thì nghĩa là không có tập trung nữa mà nghe hết tất cả, mà không chạy theo cái nào hết. Thì cái này đó thì nó tương đương với cái đạo tri kiến thanh tịnh, là luôn luôn trở về cái bất tử. Cái bất tử tức là cái Phật tánh, tức là cái lắng nghe. Thành ra chúng ta thấy đây là tất cả những cái tri kiến đều dồn về cái bất tử. Bảy giai đoạn này đều dồn về cái bất tử. Nhưng mà nó được bảy phần, bảy phương diện của một cái thực thể là bất tử thôi. Và cái thứ kế đó là: lại nữa này thì cô vị tử, vị thánh đệ tử nghĩ sao? Sức mạnh một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh vậy ta có thành tựu hay không? Đây là sức mạnh. Này các thì khưu, vị chứng được tri kiến thành tựu trong khi pháp và lực do Như Lai tiên thuyết được giảng dạy, vị này chứng được nghĩa tính thọ, pháp tính thọ và sự hân hoan tương ưng với pháp. Vị này hiểu rõ như sau: sức mạnh một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ bảy. Thành ra đây là thành tựu nghĩa tính thọ và pháp tính thọ và hân hoan liên hệ với pháp. Tức là ở đây là vị này nghe được cái nghĩa, tin theo cái nghĩa mà do trong kinh hoặc do vị pháp sư hoặc Đức Phật hoặc Thiện Chí Thức giảng. Nghĩa tính thọ và pháp tính thọ và cái niềm tin ở các pháp, tức là các ngài từ cái nghĩa của bài kinh và từ cái pháp mà trong kinh giảng, các ngài nhận được cái bất tử, nhận được cái Phật tánh, thì từ đây là không còn nghi ngờ nữa, chứ là đoạn nghi thanh tịnh. Đó là bảy phần mà hầu hết là hướng đến vấn đề tri kiến, hay là dấn hiến đối với vấn đề bất tử.
Mà khi đạt được bất tử rồi thì sống trong chúng là không bao giờ có một sự tranh cãi nữa. Vì các ngài biết tất cả chỉ là cái tuồng hát thôi. Tất cả chỉ là năm triền cái che đậy thôi. Thì các ngài sẽ đạt đến cái bất tử đầu tiên. Và từ nay vĩnh viễn là sống chung là không có cái sự bất hòa giữa chúng với nhau nữa. Như vậy này các kỳ khưu pháp tánh được khéo an trú đối với thánh đệ tử thành tựu bãi chi này để chứng được quả dự lưu. Như vậy này các kỳ khưu, vì thánh đệ tử thành tựu bãi chi này tức là thành tựu dự lưu quả. Nha, mà thành tựu cái này là qua tới dự lưu quả, tức là nhập lưu quả đấy. Đó là Trung Bộ Kinh 47-48 mà hôm trước ông Trần Khánh đã đọc đấy. Bây giờ tiếp theo là có pháp môn này các tỳ khưu, y cứ pháp môn ấy tỳ khưu hữu học đứng trên hữu học địa có thể biết rõ tôi là bậc hữu học. Tỳ khưu vô học đứng trên vô học địa có thể thấy rõ tôi là bậc vô học. Giờ này các tỳ khưu pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy tỳ khưu hữu học trú trên hữu học địa biết rõ tôi là bậc hữu học. Ở đây này các tỳ khưu hữu học biết rõ đây là khổ, như thật biết rõ đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đường con đường đưa đến khổ diệt. Thì theo đạo Phật đó thì cái tứ diệu đế là cái căn bản của đạo Phật, mà ai hiểu được tứ diệu đế tức là đi vào quả dự lưu, đi vào quả dự lưu. Thì chúng ta thấy là nói gì nó rất là phức tạp đó. Tứ diệu đế cũng có thể là người trời, mà cũng có thể là dự lưu, mà cũng có thể là a la hán, mà cũng có thể là bồ tát thánh. Nhưng mà cái hiểu biết tùy theo. Nhưng ở đây muốn nói rằng khi mà hiểu rõ tứ diệu đế thì người đó sẽ thấy được cái bất tử, thấy được cái bất tử. Thì tứ diệu đế cái thứ nhất là khổ đế. Khổ đế là nhận về cái khổ của cuộc sống này. Thành ra cái đó khó, ít có ai mà thấy cuộc sống này là khổ. Nó vô thường, vô ngã, khổ đau. Nếu khổ đau vậy thì chúng ta sẽ tìm những cái bớt khổ đau và những cái vĩnh viễn không khổ đau nữa. Thì như là bốn đường ác thì lên bốn đường thiện. Thì khi mình sống mà ít bệnh, vợ con đầy đủ, gia đình giàu có thì như vậy là không còn khổ nữa. Đó, chúng ta thấy là vậy là chưa có hiểu cái khổ. Mà bây giờ nếu mà do cái chiếm hữu bên ngoài là khổ và chiếm hữu bên trong, mình ngồi tứ thiền mình được những cái hỷ lạc, thì mình nắm giữ cái hỷ lạc này không còn ai chiếm được nữa, thì cái này lại là cái an vui, thì cũng lại lầm nữa. Rồi tới bỏ cái sắc thân, bỏ cái cảm thọ mà sống với cái bất lạc, bất khổ thọ, thì cái này là cái vui, thì lại lầm nữa. À, chừng nào thấy được cái bất tử, theo ở trong này nó thì thấy được cái bất tử là nhập lưu thì mới hiểu được khổ đế. Nhưng mà nếu đi sâu nữa thì nhập lưu cũng còn vẫn nằm trong khổ, vì có A-la-hán mới chấm dứt. Còn đi sâu nữa A-la-hán cũng vẫn nằm trong cái khổ, nếu mà chưa tùy thuận được tất cả vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi. Thì đó là tùy cách giảng, nhưng mà tới nhập lưu là cũng ngon rồi. Mà chúng ta thấy được cái bất tử là thấy được cái chỗ trở về, thì từ từ rồi chúng ta cũng đạt tới A-la-hán thôi. Mà A-la-hán thì vĩnh viễn là không còn luân hồi nữa, thì từ từ phát Bồ Đề Tâm rồi cũng tới Như Lai thôi. Và thành ra cái khổ đó là cái khổ rất vi tế, là cái hành khổ thôi. Còn nhập lưu đây tuy là dứt được, thấy rõ được, chứ còn cái khổ khổ vẫn còn chiếm hữu bên ngoài. Nhưng mà thấy rõ con đường từ nay là vĩnh viễn, cái khổ khổ và bốn đường ác là không có, còn cái khổ khổ của người trời dục giới vẫn còn. Thì chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Thì ở đây nếu mà người hiểu rõ tứ diệu đế, thấy được cái bất tử, như là cái tri kiến, nói đúng là cũng tri kiến thôi, thì người này thì đứng trên địa vị hữu học biết rằng tôi là bậc hữu học, thì biết mình đã đắc quả nhập lưu đấy. Lại nữa này các tỳ khưu học suy nghĩ như sao, ngoài tăng chúng này có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn hay không? Giờ để biết rõ ngoài tăng chúng này không có một sa môn bà la môn khác có thể thuyết như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn, đây là pháp môn này các tỳ khưu, y cứ pháp môn ấy tỳ khưu hữu học đứng trên hữu học đã biết rõ tôi là bậc hữu học. Thì chúng ta thấy là ở đây thì mình cũng phải biết rằng ngoài cái tứ sa môn quả này là các tôn giáo khác không có. Nếu có thì tôn giáo đó là đạo Phật,
Thành ra đạo Phật không có phải mặc y như thế này là đạo Phật. Mà người nào thấy được cái bất tử thì đó là đạo Phật. Dầu mặc y này mà chưa thấy bất tử thì vẫn là thiên tử thôi, là con trời thôi. Còn một người cư sĩ mà thấy được cái bất tử thì vẫn là Phật tử, vẫn là con Phật. Thành ra đạo Phật lấy cái bất tử làm chánh, tức là lấy cái niết bàn làm chánh. Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Chứ thường thường mình thấy mặc y như vậy, rồi cái Phật tử đến chùa như vậy đó xưng là Phật tử. Mà có người còn thua ngoại đạo. Thì ngoại đạo đây, đạo là con đường, ngoại là ngoài, ngoài con đường giải thoát, ngoài con đường bất tử, chứ là ngoại đạo. Thì mình đi ngoài con đường đó thì mình đâu phải là Phật tử. Thành ra chư Phật tử thấy cái quan trọng nhất của quả dự lưu đó là cái bất tử. Mà bất tử là cái tri kiến, chứ không phải là trên trời hay là dưới đất, mà do cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Mình hiểu biết như thế nào mình mới là xuống bốn đường ác, và mình hiểu biết như thế nào mình mới xuống, mới lên được bốn đường thiện, và mình hiểu biết như thế nào mới chấm dứt luân hồi sanh tử khổ, và hiểu biết như thế nào mới tự tại và nhậm dẫn trong vấn đề sanh tử. Thành ra cuối cùng còn lại cái tri kiến thôi, còn cái hiểu biết thôi. Thành ra cái hiểu biết là quan trọng nhất đối với chúng ta. Thì ở đây tôi thường giảng cái tri kiến rồi đó. Thì cái bất tử là như thế nào, chư Phật tử nãy tôi có thí dụ rồi đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nói như vậy chứ khi thực hành đó, thì cái sắc thân, cái sắc vững là dễ thấy hơn. Rồi nó cái sắc vững rồi nó tiến lên cái thọ vững, tức là các cảm giác, thì nó hơi khó thấy hơn. Cảm giác thì nó vô hình, cũng như sắc thân chúng ta đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói làm, thì chúng ta có thể theo dõi, nó có hình tướng, có thể nắm được. Nó đi, chúng ta biết mình đi chậm đi lẹ, đứng mà biết đứng lâu, mỏi giò hay không mỏi giò, ngồi nằm cũng vậy. Nhưng nếu mình đi, mình